Chào tất cả các bạn đã đến với tin nóng bóng đá ngày hôm nay của bóng đá 24h.vn. Hãy cùng Haji điểm qua những tin tức bóng đá diễn ra suốt 24 giờ qua. Đừng quên đăng ký kênh, nhấn chuông để nhận được những thông báo video hay và hấp dẫn nhất nhé các bạn. Câu lạc bộ Hudson Odoi đã chiến thắng bệnh COVID-19. Câu lạc bộ Hudson Odoi đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 13 tháng 3 vừa qua. Sau thời gian tự cách ly và được điều trị, cầu thủ này đã hoàn toàn khỏi bệnh. Trang chủ của Chelsea thông báo: "Chúng tôi vui mừng thông báo câu lạc bộ Hudson Odoi hiện đang cảm thấy ổn và trở lại bình thường sau khoảng thời gian tự cách ly cần thiết đối với người mắc COVID-19. Cũng theo thông báo của trang chủ câu lạc bộ Chelsea, Hudson Odoi đang tích cực tập luyện tại nhà để duy trì thể lực và cảm giác bóng nhằm có sự chuẩn bị tốt nhất khi Premier League khởi tranh trở lại. Ronaldo đang tính đường rời Juventus. Mùa hè 2018, trước sự ngạc nhiên của mọi người, Cristiano Ronaldo đã rời Real Madrid để đầu quân cho Juventus bằng một bản hợp đồng trị giá 100 triệu euro, mức giá gây sốc đối với một cầu thủ 33 tuổi. Tại Turin, CR7 nhanh chóng tạo dựng được uy tín và thậm chí còn được ban lãnh đạo Juventus cất nhắc giữ chân tới năm anh 39 tuổi. Tuy nhiên, theo thông tin từ phóng viên Fabio Santini nói trên đài 7 Goal, Ronaldo đang nghiêm túc cân nhắc rời Turin trước mùa giải 2020-2021. "Tôi cho rằng tin đồn từ Tây Ban Nha về Ronaldo là rất thực tế. Anh ấy đang suy nghĩ nghiêm túc về việc chia tay Juventus và gần như đã quyết định điểm đến mới, đó là Paris Saint-Germain. Anh ấy sẽ thế chỗ Neymar để cùng với Mbappe tạo thành một hàng tấn công xuất sắc tại thủ đô nước Pháp." Messi kiếm tiền nhiều nhất. Trong công bố mới của tạp chí France Football, Lionel Messi là cầu thủ kiếm tiền giỏi nhất với 142 triệu đô la Mỹ trong năm 2019. Con số này bao gồm tiền lương, thưởng và các khoản thu từ quảng cáo. Thu nhập của tiền đạo người Argentina tăng 1 triệu đô la Mỹ so với trước đó một năm. Cristiano Ronaldo đứng thứ hai với 128 triệu đô la Mỹ, còn Neymar được 103 triệu đô la Mỹ. Trong nhóm huấn luyện viên, vô cùng bất ngờ khi Diego Simeone của Atletico Madrid dẫn đầu với thu nhập là 44 triệu đô la Mỹ. Tiếp theo lần lượt là Antonio Conte của Inter Milan, 33 triệu đô la Mỹ và Pep Guardiola của Man City với 30 triệu đô la Mỹ. Thu nhập của các ngôi sao bóng đá nhiều khả năng sẽ giảm trong năm 2020 do ảnh hưởng của Covid-19. Nhiều giải bóng đá châu Âu đang hoãn chưa biết ngày trở lại, khiến doanh thu của các câu lạc bộ, các khoản tài trợ và hợp đồng quảng cáo có nguy cơ bị giảm mạnh. Quyết không nhượng bộ, Bayern Munich ra giá bán Alaba. David Alaba sắp sửa bước vào 12 tháng cuối trong hợp đồng với Bayern Munich sau khi mùa giải năm nay khép lại và anh đã để ngỏ khả năng tiếp tục gắn bó với sân Allianz Arena. Tuyển thủ áo này đang tính được đôi. Nếu ở lại, Alaba muốn có mức lương ngang với những công thần như là Thomas Müller hay Manuel Neuer, còn không thì anh sẽ ra đi. Đây là chiêu bài đã được Robert Lewandowski thực hiện thành công vào năm 2018. Tuy nhiên, Alaba không hiểu rằng vị thế của anh không được như trung phong người Ba Lan. Lewandowski đơn giản là cây săn bàn chủ chốt của Hùm Xám. Còn vị trí hậu vệ trái thì Bayern hiện có tới hai cái tên, đó là Alphonso Davies và Lucas Hernandez, những người tốt cả về chuyên môn lẫn ý thức so với Alaba. Do đó mà nhà đương kim vô địch nước Đức đang tính bán Alaba ngay sau mùa giải này. Theo Sky Sport phiên bản Đức, Bayern Munich sẵn sàng đàm phán với các đối tác muốn mua Alaba. Số tiền mà họ đòi hỏi trong một năm còn lại của hậu vệ đa năng người Áo sẽ là từ 70 đến 80 triệu euro. Cần tiền tái thiết đội bóng, Barca ruồng rẫy Coutinho. Theo tờ Mirror, Barcelona muốn bán Coutinho sau khi cầu thủ này hết hạn cho mượn ở Bayern Munich. Kinh tế của Barca đang bị ảnh hưởng nặng nề vì dịch Covid-19, vì vậy họ đang tìm cách cắt giảm quỹ lương. Việc bán tiền vệ người Brazil cũng giúp Blaugrana có thêm tiền để đầu tư cho các bản hợp đồng mới ở kỳ chuyển nhượng mùa hè tới đây. Cũng theo tờ báo này, một loạt các đội bóng ở Anh đang bày tỏ sự quan tâm tới Coutinho như là Chelsea, Arsenal, Tottenham và Manchester United. Trong số các đội bóng vừa nêu, Man United có lợi thế về tiềm lực tài chính để chiêu mộ Coutinho. Tuy vậy, huyền thoại của sân Old Trafford, Rio Ferdinand lại khuyên Quỷ Đỏ không nên chiêu mộ Coutinho bởi anh cho rằng MU hiện đã có Bruno Fernandes là quá đủ. Buffon ký hợp đồng mới, bắt cho Juventus đến năm 43 tuổi. Gianluigi Buffon đã bước sang tuổi 42 và có mùa giải thứ 18 phục vụ cho bà đầm già thành Turin. Giao cảm hiện tại giữa anh và Juventus sẽ hết hạn vào ngày 30 tháng 6 tới đây. Và theo nguồn tin độc quyền từ Goal thì nhà đương kim vô địch Serie A sẽ mời người khác đến Italia ký tiếp 12 tháng. Điều đó đồng nghĩa Buffon sẽ thi đấu cho Juventus ít nhất đến năm 43 tuổi. Ngoài thủ thành kỳ cựu này, Juventus cũng đang có ý định gia hạn hợp đồng với hai cựu binh khác trong đội hình là Giorgio Chiellini và Blaise Matuidi. Real Madrid dùng Bale để câu Harry Kane.
Don Diario cho biết Real Madrid tính cả Gareth Bale và Eder Militao để thuyết phục Tottenham bán Harry Kane. Đây được coi là một thương vụ có tính khả thi đối với Tottenham. Thứ nhất, chủ tịch Levy cũng mong muốn mang Bale trở lại nước Anh như một hình thức đánh bóng tên tuổi của câu lạc bộ, trong khi Eder Militao cũng là một mục tiêu quan trọng trong mắt huấn luyện viên Jose Mourinho. Real coi như chấp nhận lỗ trước mắt trong thương vụ này. Tuy nhiên, theo chủ tịch Florentino Perez thì phương án Harry Kane sẽ mang lại lợi nhuận về lâu dài. Thứ nhất, Kane sẽ mang tới những giải pháp mới cho hàng công của Real Madrid. Thứ hai, tên tuổi của tiền đạo người Anh sẽ giúp kèn trắng đánh mạnh vào thị trường nước Anh cũng như châu Á về mảng thương mại, mà cụ thể ở đây đó là bán áo đấu. Tin nóng bóng đá của bóng đá 24 giờ xin được phép khép lại tại đây. Các bạn hãy like, comment, share video cũng như nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo video hay và hấp dẫn từ bóng đá 24 giờ nhé.